Hello anh em, hôm nay mình sẽ review tiếp một công đoạn nha anh em. Đó, sau khi nho nó gần chín, giờ mình sẽ tiến hành mình dùng bọc mình bao lại nha mọi người. Ok, lúc này gần chín thì mấy anh chim đỡ lại mấy anh ăn nha mọi người. Đó, nếu mình trồng ít ít mà mình không bao là nó sẽ ăn hết luôn, tới chừng nó chín là nó không còn cái gì nữa mọi người. Ở lúc này mình sẽ tiến hành bao lại nha mọi người. Ok, rồi ở đây mình dùng bọc nha mọi người, dùng bọc trắng kiến. Mình sẽ cắt nó cái đít nó ra nha mọi người. Đó, mình cắt đít cho nó chống cái đít này, mình sẽ tiến hành bao nha mọi người. Ở đây mình dùng bọc chắc khoảng đựng ký đường nha mọi người. Bề ngang 16 năm chắc 17 nha mọi người. Chiều dài 25. Cái này bọc có chiều ngang là 17, chiều dài 25 nha mọi người. Rồi mình dùng dây bẹ để mình cột, mình khâu lên trên cái dây nho đấy nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình qua mình làm thử nha mọi người. Ok, rồi đây là cái chùm nho mình chưa bao mọi người. Ở đây là cái mình bao rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vô mình bao thử cho anh em coi nha. Chỉ cần mình chọc vô thôi nha mọi người. Ok, ở đây mình có một tay nên mình sẽ review từ từ nha mọi người. Ok, và đây mình đã trồng vô rồi nha mọi người. Đó, mình trồng vô rồi. Giờ mình tiến hành mình lấy dây mình cột lại nha mọi người. Lấy dây mình cột rồi mình khâu vô cái cốt chính của nó luôn, để cho nó chắc nha mọi người. Ok, mình khâu cái chuột cái và khâu cái chuột chính này cho nó dính vô luôn. Ok. Ok, sau ấy đã xong rồi mọi người. Đó, đây là mình cột cái cọng dây nè. Và cái cốt của nó mọi người. Chùm vô đây. Đồng thời dưới đít để chống nha mọi người. Đó, dưới đít mình bỏ chống cho nó thoáng hơi nha mọi người. Ok, đó, sau khi nó đổi màu chim nó ăn nha mọi người. Đó, những trái nó bị chim ăn. Còn cái này chùm này nhỏ ngoài mình không có bao nha mọi người. Ok, đó, đây là những trái còn nhỏ mà sắp đổi màu. Đây là những chú chim mới khỉa nha mọi người. Đó, đây mình quay cận cho mọi người xem nha. Nếu mình không bao là nó xử gì, nó cắn gì nha mọi người. Đó, nó cắn bẫy như vậy đó. Cái nào mà chuyển mà đỏ là nó quất hết mà. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.